Chơi dáng thì chơi thế này thôi. Nhìn thấy màu đỏ là thấy yêu rồi. Cái lộc lộc là thích rồi. Lộc lộc đỏ. Nè. Cây nó đã có dáng rồi, lại cái da nó đẹp. 9 triệu cây tường vi. Đẹp. Dáng phu đê. Này nhấc sang cái chậu khác thì lại tuyệt vời. Này thay chậu. Này. Xin phép quay kỹ cây này tí. Đỏ phê. Này là hồng cánh mỏng đúng không ạ? Ừ. Tường vi cánh mỏng. Cái này cho vào cái thay vào cái chậu chữ nhật này. Tròn này cũng tròn. Tròn này cũng được. Tròn này là cũng hợp. Cái gì chỗ đá này, cái xi măng. Xi măng. Con này cũng ký rồi đấy chứ. Cũng của anh đúng không? Ừ. Này nhiều tiền không anh? Chắc là phải ngoài 20. Đẹp. Không bỏ được anh. Tại vì cái biết bất đợt nào chơi nó tôi ở đây đến có ai. Thì chiều chơi từng vì học cách. Đúng rồi. Chúng ta nhờ ông đỏ xinh quay chú là mất giờ. À đây, đấy. Ông ấy có sức lan tỏa mà, cho nên là quay phim này nhiều người biết là tìm được giấy tờ đấy. Cũng là một cái hay. Nó xinh. Làm cái bề này ổn. Giật phát đây, giật phát đây. Được. Dâu là này có những cây hay. Mà lại đấy đồ thu phu thê lô huyền chuyển nó quấn quýt. Thì thực ra cái tường vi này mà để làm cái thân này nó xuống thì này dễ, tường vi này rất dễ làm thì nó nhanh nhìn xẹo. Vam xuống một ít. Muốn cái này thì xuống à? Anh ấy định cho thằng này chuyển cái thân này nó hơi ra đây thêm, nó hơi ngả theo cái thân vợ nó này. Đây nhà này là vợ con chồng này. Chồng vẫn cao hơn là được rồi. Cao hơn, cao hơn. Vợ con chồng. Tốt mái thì hại sống. Ừ, đây tốt mái hại sống rồi. Nhưng mà vẫn cao hơn. Chứ này gầy hơn mày thấp cái hơn. Cái này đắt hơn cái tường vi. Sạch quê nhưng mà con này nó phải 10 triệu. Già như cục đá. Bác nhiều hàng đẹp. Dũng. Thì Dũng cứ đọc số đi, để anh em biết mà giao lưu. Dũng à? 0932 0932 721981 721981, đấy, ngày tháng năm sinh đấy thì phải. Chắc thế. Đấy. Có cây 10 triệu vất dưới đất này. Đấy, Dũng thì toàn cây chất lượng. Cây chất lượng. Cây nào người ta sẽ về. Từ đây trở lại bác. Nghệ nhân. Nghệ nhân. Cây này có vẻ là giống người đấy. Báo giá cho em biết tí được không? Này bao nhiêu tiền đây? 3 triệu. 3 triệu à? 2 triệu. Xanh gì đấy? Tiền nhỉ. Nhưng mà có vẻ để trong tối, hơi tối. Thế còn cái sung này? 2 triệu. Cái này đẹp. Cái này thì chắc hơn 8 triệu. Đấy hỏi loạt luôn, đỡ phải hỏi nhiều. Đây. Cái này 5 triệu sung nhá. 50 rưỡi. Rất nghệ thuật. Đấy, rồi quay từng cây một. Đấy, chú đỏ xinh. Người đưa tin nhanh nhất. Chuyển cái xin phép là đi
đi qua cái chỗ này cả. Được cái bệt, cái này được cái bệt, còn con chiếc thì chưa biết được. Chung là được cái nhiều quả quá nhỉ. Xin cảm ơn bà Hồng Ta nữa nha. Tiền không mấy, giấy tờ thôi. Mất rồi, mất giấy tờ. Bà Hồng Ta, sao mà đọc số điện thoại đấy. Đúng rồi. Không có cái gì bằng cái loan tin nhỉ. Bây giờ nhá, như chẳng khác nhà đồng ý nhá, nó lấy tiền trong rồi đồng ý, thế thôi, nó cũng không biết đi đâu, nó chỉ biết là đường của mình. Đúng rồi, mà đừng nghĩ là người ta cầm lại, lại nghi cho cái ông nhặt được ấy. Bây giờ vườn thì em thì nó lấy, nó đi móc túi đâu vậy, nó toàn mất giấy tờ ở vườn bây giờ. Lại nghi là mình nhặt được, mình trả thành lúc đấy thì mình thành nghĩ là hình đấy tiền rồi được, còn giấy tờ là may rồi chứ tiền thì vứt đi kể cả thao này nó móc con mẹ ruột rồi, nó còn nghĩ để nó nó cái... cũng không muốn đắp mất hẳn người ta. Ôi, người ta nhận lại giấy tờ. Cái người cho xin giấy tờ mới là cái đâu ấy? Không có tiền, không được tiền. Đi đâu ấy? Đấy. Kết con ấy là được, lên cái chậu khác cái là tít ngay. Tay chuột. Tí hệ thống này như xã hội đen này. Đó cái gì? Dạ. Đồ quay thôi. Trước cái này là được vại dưa muối. Ừ. Mang cái độ ngon này. Đó là bánh tẻ đấy. Bánh tẻ đây này, đang bạn này ngon. Qua vợ nó lấy được ở trường về một lọ. Ăn ngon quá. Cái xúc của anh mình gọi là cái em không có quả nhưng mà mẹ nó lại kiếm được ở đâu về. Đây. Này công cao đâu em mày. Đây đi à? Thế lại có công trình à? Đấy. Ngon quá. Rồi em giày dép vào trong cầm 5 triệu. Đây, chủ cây đây. Rất đẹp trai. Bồ đề đấy. Bồ đề đỏ xịn luôn đấy. Đề đây mới gọi là đề này. Chứ mấy cái cây cái trắng này không phải. Đúng rồi. Nó cùng họ thôi. Đức Phật ngày xưa là niết bàn là ở trên cái dòng này này. Độ ta cũng độ làng cũng còn. Đây. Ngồi đây mà về mà độ. Mua cái này về độ được hết. Xin gì được đấy. Đây này. Lá đuôi này. Đấy mua 6 triệu 6. Thế à? Về đề về 2 hôm 6. Tức là 2 hôm rồi thì mua bán chị mua 5 triệu rưỡi. Trả lộc đấy, trả lộc. Trả lộc. 2 hôm về 6. Quá tuyệt vời. Ăn 6. Thế là phải được mấy chục người ấy nhỉ? Đấy, chú Sinh giúp ông tìm được là rất tuyệt vời. Ở đây là tôi phát thôi mà. Rất quái đấy. Con này chắc hai người kia nhẹ. Một người bên được, một người bên được. Lại phải khỏe, hai người bên. Từ trên xuống này. Cây này quả nhiều lắm. Lá dày nha. Lá như là mỏng đẹp. Cây này.
mình đấy, thả 10 đồng đấy. Thả một cái hang nước để bao năm để chả có cái gì ăn. Cái này cục gì đằng kia ngắn ngắn này là 7 đồng trả về chưa ai bán, chưa mua được. Lấy đi mình giao lưu cho con này quá đẹp rồi. Mình đang đẹp nha, đang đỏ, lực luôn. Đẹp đấy. Chín đồng. Này, hơn 20. Văn nhân này. Kiểu... Dũng này còn... Sao cái này không ưu tiên, nó lên bồi ghế. Cho nó cao lên, người ta nhìn từ cái bệ chứ. Hết ghế rồi, tâm ra. Rồi. Chắc là tí giao lưu. Đúng nha, mà anh cho lên sàn này cho.